Hello cả nhà, Tracy chúc cả nhà mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc, an lành nhất nha cả nhà. Cùng nhau đẩy lùi dịch Covid-19 trong an toàn nha mọi người. Bữa nay đồ rẫy của Tracy có nhiều lắm nên Tracy lấy nguyên cái mâm. Tracy đi thu hoạch nha, cả nhà đi thu hoạch với Tracy nha. Tracy bẻ mấy trái cà của Tracy ngay đây nè cả nhà. Đây là cây cà chua bi hôm bữa Tracy mua có 5 đồng thôi đó cả nhà. Nó có trái sẵn mà bây giờ nó lớn vậy nè cả nhà. Tracy níu dây, Tracy buộc cho nó đừng có gãy cành đó. Giờ mình bẻ nha cả nhà, mình thu hoạch nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, ở đây có 4 trái luôn, Tracy bẻ một lượt 4 trái luôn cả nhà. Rồi nhánh bên này có 3 trái. Chút mình qua mình bẻ cóc luôn nha cả nhà. Rất chi đắt để Tracy lắm. Đây Tracy bỏ vô mầm. Đây nữa cả nhà. Trái này nè cả nhà. Thơm rồi. Cái này nữa nè cả nhà, hơm rồi. Nhưng mà thôi để chín bẻ ăn cho ngọt cả nhà nha. Cả nhà ơi, bây giờ mình ngồi ngay cái gốc cà chua mình ăn luôn nha cả nhà. Mình ăn thử coi nó ngon không nha cả nhà. Bây giờ mình chùi 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 vậy cho nó sạch đi. Ngon quá cả nhà ơi. Ngọt ngọt, thanh thanh, ngon tuyệt vời. Một trái nữa cả nhà nha. Ồ, quên nữa, mời cả nhà nha. Sorry cả nhà, Tracy mời cả nhà. Ngon quá. Giữa trưa nắng nóng mà ăn trái cà ngon quá cả nhà ơi. Bữa nay ở ngoài là nhiệt độ nóng lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn cái cốc thái của Tracy nè nha cả nhà. Cái cốc thái của Tracy nó có 2 chùm. Chùm bên này nè cả nhà. Bữa nay Tracy nghĩ là mình nên thu hoạch nó đi. Chùm này là có 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái đó cả nhà. Còn chùm bên này có 4 trái nha cả nhà. Bữa nay mình thu hoạch luôn cả nhà nha. Tracy bẻ nha cả nhà. Ô, cả nhà ơi, Tracy mới vừa đụng nó rụng luôn 2 trái rồi cả nhà. Rụng 2 trái. Tracy mới vừa cầm lại ngược lên cái là rụng 2 trái rồi nè. Bây giờ Tracy bẻ luôn 2 trái này. Nó hườm hườm cả nhà ha. Đó, cả nhà nghe một cái tách không? Sung sướng quá, lần đầu tiên Tracy mới được hái trái cóc ở bên Mỹ cả nhà ơi. Bốn trái. Rồi bây giờ mình hái cái chùm đó nha cả nhà. Mình hái nguyên một chùm 11 trái luôn nha cả nhà. Tracy bỏ vô mâm. Đó, Tracy chuẩn bị cái mâm thật là to. Bữa nay sẽ hái thật là nhiều cả nhà nha. Bây giờ là giây phút hồi hộp.
Tracy mời cả nhà cùng Tracy hái cái chùm khe à, cái chùm cóc này nha cả nhà. Mẹ Tracy đâu rồi? Tracy tính mời mẹ hái chung nè cả nhà, mà mẹ đi đâu rồi? Thôi bây giờ mình hái cả nhà nha. Hồi hộp quá cả nhà ơi. Ôi cái cuốn hơi cứng cả nhà. Tracy sợ là nó bị thương cái nhánh non cái bên á. Thôi Tracy cắt xích ở dưới này nha cả nhà. Cả nhà ơi, 111 trái luôn cả nhà ơi. Tên 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 tên. Hello cả nhà. Thích quá cả nhà ơi. Ôi ôi. Thơm thiệt là thơm cóc luôn. Thơm thiệt là thơm, cái mùi mủ, cái mùi của cái cuốn này cả nhà, nó thơm thiệt là thơm luôn á. Cái cuốn thơm thiệt là thơm. Thích quá cả nhà ơi. Hy vọng là những năm sau nó thật là nhiều trái để mình làm cái món cốc lắc. Cốc lắc mặn mặn cay cay đó cả nhà. Có đứa nó dòm nó thèm nè cả nhà, để Tracy cho nó ăn trái cả, nó ăn được không, mà nó nhìn Tracy nó chảy nước miếng nha cả nhà. Ngậm trong miệng ảnh á. Rồi ổng bỏ rồi. Chua rồi phải không? Ảnh cắn miếng ảnh chua rồi, ảnh liếm mép ảnh kìa cả nhà. Đó. Ảnh còn thèm trong mâm á cả nhà. Ăn đi con. Ăn đi. Không ăn ha, để dành đang hồi chơi nha. Đi đi ra giường với mami ha. Đi. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi ra vườn nha cả nhà. Tracy lấy cái mâm khủng bố luôn cả nhà. Thu hoạch đầy mâm cả nhà nha. Bữa nay có cà chua nè, đậu đũa nè, hủ qua nè, rau má nè, rau cần cua nè, cà pháo nữa cả nhà. Cà nâu nữa cả nhà. Bây giờ Tracy ghét cái mâm lên đó, Tracy bẻ cà chua nha cả nhà. Ba cái cây này với lại cây cà pháo với cây cà nâu bên đây cũng ba cây. Buổi xả hôm bữa nhỏ, bữa nay to rồi cả nhà ha. Cả nhà ơi, sau khi quan sát á, Tracy thấy nó chưa có chín cây. Thôi mình chừa đi nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn đây. Một chùm này 4 trái.
một chùm ở trên này nè cả nhà, ba trái. Còn cây bên này nè cả nhà, chùm này hai trái, chùm này hai trái, chùm ở bên này hai trái, chùm ở phía bên này nè cả nhà, bốn trái. Rồi chùm này bốn trái còn nhỏ nè cả nhà, cái này ba trái nè cả nhà ơi, còn cái này là hai trái nè cả nhà. Còn cây bên này thì ở đây cũng có ba trái, ở đây là hai bốn trái nè cả nhà, ở bên này là hai chùm, mỗi chùm bốn trái luôn. Trái nhỏ ở trên này 2, 4, 6, 8, 10 trái luôn cả nhà, một tổ hợp trên này. Rồi ở trên này nè cả nhà ơi, 2, 4, 6, 8, 10 trái nhỏ luôn. Rồi còn ra bông nữa nha cả nhà ơi. Bây giờ mình qua cây cà tím với cây cà pháo đây nha cả nhà. Cái này nha cả nhà. Tracy dặn không đứt thì sẽ cắt. Trái cà pháo á cả nhà. Trái này chắc bẻ luôn nha cả nhà. Này cả nhà, bẻ luôn. Trái này bẻ luôn nha cả nhà. Còn trái dưới này nè cả nhà. Cả nhà thấy ha. Trái màu vàng nè cả nhà. Cả nhà thấy trái màu vàng không? Già quá rồi, cho làm giống luôn. Làm giống từ bữa tới giờ luôn á cả nhà. Bên này nè cả nhà. Trái này bị con gì đục rồi nè cả nhà. Không biết ăn được không, bẻ luôn. Cái cây cà tím bên này nó còn trái này cả nhà. Cả nhà thấy không cả nhà? Đây. Chói nắng quá Tracy khó thấy quá. Trái này còn non nha cả nhà. Bây giờ mình đi qua liếp rẫy nha cả nhà. Đi hái hủ qua với đậu đũa nha cả nhà.
Tracy ghé đây hái mấy trái cà chua bi nữa. Đây nè cả nhà. Cả nhà ơi, để Tracy show cho cả nhà coi trái của nó còn nhỏ nha. Đây một sâu chuỗi. Đây một sâu chuỗi nè cả nhà. Ở bên này nè cả nhà. Hai sâu chuỗi. Đây một sâu chuỗi, bên đây một sâu chuỗi. Đẹp cả nhà ha. Bên đây nè cả nhà. Ở đây á cả nhà, nó đủ nắng, đủ sương, đủ gió cả nhà. Một chùm vậy là nó đậu hết 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 trái luôn cả nhà. Đa số là nó đậu nguyên chùm mười mấy trái. Còn cái cây hồi nãy ở trong nhà Tracy hái đó thì nó đậu một chùm về khoảng 8 trái thôi. Giống như cả nhà chùm, nhìn cái chùm này nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trái đó cả nhà. Bên này cũng vậy nè cả nhà. 2, 4, 6, 8, 10. Ở đây nè. Ở đây cả nhà nhìn cái chùm này nè cả nhà. Một chùm mà tẻ làm hai luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 trái. Chùm này cũng vậy nè cả nhà. Từ trong ra ngoài cái đỉnh là nó đậu hết luôn cả nhà. Thích quá cả nhà ha. Rồi cả nhà cùng Tracy qua phía bên kia mình hái đậu đũa nha. Qua phía bên kia mình hái đậu đũa với lại hũ hoa nha cả nhà. Trước mặt cả nhà là dây mướp sắp có trái. Còn ở dưới đất cả nhà thấy xa xa có hai trái bí nằm dưới đất không? Đó. Bữa nay Tracy cắt luôn nha cả nhà, hai trái bí này nè. Cái dây nó đã tàn rồi, hai ba trái gì đó. Đây là nhánh gừng đó cả nhà.